Chào mọi người Clip này mình làm cho mọi người cái bộ vàng Denon N7 nha Một cái bộ vàng có tích hợp giải mã 24 bit 192 kHz mọi người Đó thì theo cái công bố của nhà sản xuất Denon mọi người Mình sẽ đọc sơ cho mọi người xem nha Thì con này là mỗi con high quality à, Nghĩa là nó chơi nhạc chất lượng cao mọi người à, Đầu ra là 65W một kênh Nghĩa là tổng công suất là 130W mọi người Rất là lớn luôn có streaming này, mọi người và CD thì nó chơi luôn luôn được cái chuẩn WMA nha. Rồi có được chơi được AirPlay này, mọi người, AirPlay audio streaming nè rồi chơi được stream từ uh, Spotify nè mọi người. Rồi kết nối được iPhone, có Wi-Fi, có internet luôn mọi người. Rồi có DLNA này, rồi uh, nhạc Lossy format thì nó chơi được MP3, đứt ma là aac rồi còn cái nhạc lossless mọi người lossless thì nó chơi được cả nhạc dsd mọi người và flash hd một chín hai hai nghĩa là 192 kHz 24 bit mọi người rồi ALAC nè rồi đúp av thì nó cũng chơi được 192 kHz 24 bit mọi người và aff đó là cũng là một chuẩn chất lượng cao có tone control mọi người có ngõ giải mã optical nói chung là rất là nhiều tính năng người, con này khá là đầy đủ, chơi được đọc được USB nhạc lossless trực tiếp người. Có dễ mà optical. Rồi chơi được CD. Đó, và kèm theo khiển zin và chỉnh bass treble đồ đầy đủ người. Đây là bass treble đó. Xụp. Rồi bấm cái nữa, bass này đang cộng hai nè, treble đang cộng tám xuống xíu. Rồi ok. Rồi thì bộ dàn này mình bán giá là 4 triệu năm nha người kèm theo cái khiển zin và uh, cái dây loa zin của nó mọi người cái dây loa zin của cổ hãng mọi người nè màu đen nha rồi mình sẽ test sơ -sure cái con này với chức năng uh, usb trước usb mình đang cắm nha người và đang mở usb này thấy không à, mình enter play cái này nó phát thì usb đang chơi nhạc uh, lát mọi người, trên lối đi người sĩ à, đã chơi được nhạc lossless trực tiếp luôn còn mình có thể chơi được cả cd rồi. và cd hoạt động tốt nha mình chuyển qua ngọn cd này thì chơi CD mình thì mình rút cái USB này ra để nó hoạt động cho nó ổn định mọi người đó không đọc rất là nhanh và 14 bài cái đĩa này mình vừa mới chép hôm qua đây mình chơi bài số 2 và mình play đó, mọi người. tiếng rất là hay nha con này chơi được nhạc chất lượng cao rồi chỉ còn gần Đó. Mình quay ra phía sau cho người coi sơ nha thì bộ vàng này cũng tương đối nặng mọi người và chất lượng cũng khá tốt và đặc biệt người thấy là cái dòng N7 này cái con mắt của nó tốt hơn dòng N9 nhiều nha N7 N8 con mắt đọc tốt người còn cái dòng N9 thì con mắt nó, hay bị hư nó thấy không cái này là loa scn 7 mọi người và cái công suất trung bình là 60 nha còn maximum là 120W nha mọi người và trở kháng là 6 ôm rồi còn phía này thấy là cọc la cao cấp mọi người cọc la cao cấp nè cọc la này thì rất, rất là đẹp dành cho những dòng đời mới Đó, công suất hoạt động 65W con này là RCD N7 mọi người. có một ngõ internet mọi người có một cái anten thu wifi luôn rồi đây thì sẽ có cái Lai L là LXL nè, rồi LX In là hai cổng nha, Optical In cho một cổng mọi người. Đó. Và con này thì sản xuất 2011. Rồi, ok, vàng còn đẹp mọi người, vàng còn rất là đẹp, thấy không? Ở trên đây chỉ có một cái vết gì giống như là bị bị uh, bay màu thôi, còn lại thì đẹp. Con này thì sản xuất 2011 thì tới nay là cũng được mười mấy năm mọi người. 10, 14, 15 năm rồi nhưng mà chất lượng vẫn còn rất là tốt và chơi CD tuyệt hay người. Mà thời 2011 mà đã tích hợp được con giải mã chơi nhạc DSD và 24 bố bích 192 thì nói chung là quá khủng người. Và dàn này cũng thuộc cái phân khúc dàn cao cấp ngày xưa của Denon người nha. Ok tất cả còn hoạt động tốt nguyên bản giá 4 triệu năm ai chốt dàn này thì liên hệ mình nhé. Cảm ơn mọi nhiều.